ta. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của chị Như. Đây là đoàn phim đã tổ chức một cái buổi sinh nhật và những ngọn đèn cầy rất là lung linh lấp lánh. Xin mời chị. Trước đi. Rồi khỏi đèn cầy đi chị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ông có con điên nào bị đánh hết cước vào. Trời ơi, kêu không nổi. Ai lem cả. Ai lem cả. Như chết rồi. Y tá bác sĩ đưa em về. Đợt phim đi đợt này vui hả chị ha? Dạ em nghe rồi. Cũng vui. Cũng vui. Cũng vui. Vui 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 em. Chào mọi người, với lần trở lại này của Liên Thanh, Liên Thanh cảm thấy rất là đau khổ. Bởi vì với cái thân thể này, đứng theo đông vú như thế này thì nó cũng xem nhau rồi. Thấy chưa, quá mập, quá sức là mập. Đây, tôi spoil phim nè. Phim này sắp lúc đầu mù nè, xong rồi xíu nữa spoil. Đem mắt kiến thời trang thôi, chứ có mù loài vậy đó. Có mù gì hết trơn. Phim này cốt truyện kể về một đám sinh viên trường sân khấu đang tập kịch. Thật ra là tất cả các sinh viên này đang tập kịch rồi phát hiện ra mình bị tâm thần, chứ không phải là sinh viên. Ừ. Xong rồi cuối cùng lật ra không phải là bị tâm thần, chỉ là giấc mơ thôi. Giấc mơ rồi. À là quay là không phải cái thành mơ. Không giải quyết được gì hết, chỉ biết là mơ. Nhưng mà nè. Thôi. Nó kỳ lắm. Kỳ lắm, thấy chưa? Cái lần này nó sao sao á. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quát Long mỗi ngày. Và bây giờ là mình chưa nói xong. Mặc bộ đồ màu đen xong, có cái giải màu đen có đổ lông bao giờ nè. Trời ơi, nó lan cái người lông nách mà nó mọc ra ngoài đúng không mọi người? Bây giờ nó phải là lông nách, là lông người, lông body hair nè. Nè, thấy ghê chưa, có chân nữa, nó dựng lông nách luôn giờ, thiệt tình á. Rồi, lấy đi. Nó bị đổ lâu, nó dính lên trên người nè. Không có dưới đâu. Rồi làm cái gì mà cái mặt chằm chằm hả? Diễn với tôi đi ra cho con không ăn chị ơi. Bất mãn hay sao hả? Đúng rồi, tại vì hôm nay nói gì em. Rồi diễn giỏi được chưa, diễn giỏi. Nói vậy sao em tin được. Diễn tài ba xuất chúng. Trời ơi, nói vậy diễn sao? Thật đáng tin. Nói vậy sao em nên rồi. Chối em đi. Diễn viên tàu. Diễn viên tàu. Mọi người có thể thấy phân đoạn vừa rồi là anh trai giác Quỳnh Lập ở trên vai để mà mang vào phòng thờ. Đây là một phân đoạn vô cùng tâm lý của Quỳnh Lập. Quỳnh Lập cảm giác rất là nặng nề về tâm can. Làm sao để có thể có được một cái dáng thật đẹp khi mà nằm ở trên vai của anh trai. Những cái điều đó nó được toát ra bởi cái dáng nằm của Lập. Lập nằm bằng cả trái tim, nằm bằng cả sự nhiệt huyết và cái lòng yêu nghề. Hy vọng tất cả mọi người theo dõi cái phân đoạn mà Lập nằm trên chiếu trong phòng thờ một cách xuất thần mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Thụy Du lại quay trở lại với phim trường của Ai Chết Cho Tay. Và đây là một vai diễn rất là may mắn khi mà đã được tất cả quý vị khán giả yêu mến rất là nhiều. Cho nên lần quay trở lại này rất là hồi hộp. Tại vì ở trong một phiên bản khác, mình phải làm sao để cho vẫn giữ được một cái nét Thụy Du mà mọi người đã yêu mến rồi. Nhưng bên cạnh đó cũng phải có một cái gì đó mới lạ để mọi người theo dõi, mọi người cảm thấy thú vị nhiều hơn. Và hy vọng là
mình sẽ không được tiết lộ nhiều quá đâu, cho nên là nội dung phim thì mọi người hãy cùng nhau chờ xem nha, tại vì sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ xảy ra, và thậm chí cả vai diễn Thụy Du cũng có rất là nhiều điều bất ngờ để cho mọi người cùng chờ đón. Hy vọng là mọi người sẽ cùng theo dõi bộ phim thật là nhiều và chia sẻ rộng rãi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Con ráng mưa giúp con. Nếu con quen trận cuối cùng là con ốp đoàn rồi. Tạnh mưa, vẫn còn lâm găm vô không mình. Cái cảnh mà nhúng đầu Quỳnh Lập xuống nó sướng lắm, đã tai lắm, nhúng giống như trấn nước rồi đó, nhúng mà bao nhiêu cái gì rồi ghi xuống hết, rồi dở lên mình nhúng xuống, rồi gỡ lên nhúng xuống, gỡ lên nhúng xuống, nó đã cái nư ghê lắm. Vai út quái trong bộ phim này là một vai mà Đại Nghĩa rất là thích bởi vì có câu chuyện, thích vì cái nhân vật nó lạ, mát ghê lắm, nó quái, nó cũng khùng, nó vui. Nghĩa đã coi từ trước và đã thích cái bộ phim này rồi, thích cái câu chuyện hơi nghiêng về cái hướng tâm linh, cho nên là cũng muốn được một lần tham gia thể hiện những cái vai mà nó có chút gì đó quyền phép, nó biến quá vậy. Thì khi mà Quỳnh Lập mà ngỏ ý mời, khoái khóa chộp liền lập tức. Mới quay xong một cái cảnh mà phun bột vô trong mắt của Tinh Lâm, nhưng mà thiệt ra là phun vô trong ống kính. Cuối cùng Tinh Lâm nó không dính một hộp bụi nữa trơn trọi, mà tôi dính một dĩa bột đó. Bây giờ là thằng nào đây là một ngày quay sẽ rất là vất vả, bởi vì quay toàn những cảnh hành động. Mới có test quay đầu tiên, có test quay thứ hai thôi là đã bị chấn thương rồi, nhưng mà cũng may là nó cũng chỉ chấn thương ở mức độ nhẹ, cho nên là vẫn không làm trễ tiến độ của đoàn. Một cái phần đoạn rất là hấp dẫn, cho nên là tất cả mọi diễn viên này đang rất cố gắng để có được một cái sự lôi cuốn kịch tính trong cái phần đoạn này ở bộ phim. Giờ thì đang cố ngâm chân để cho nó không có bị sưng, để có thể tiếp tục hoàn thành những cái cảnh quay của ngày hôm nay, bởi vì hôm nay còn nhiều cảnh quay phức tạp lắm. Cái cảnh vừa rồi khi bị chấn thương chỉ là một cái phần rất nhỏ của cái phân đoạn này mà thôi. Còn tiếp với cái những cái pha hành động, pha đánh võ thì có anh em cascader hướng dẫn để bắt kịp được cái nhịp độ của các cascader với cái bài hướng dẫn của họ cũng rất là khó khăn, nhưng mà các diễn viên vẫn đang rất là cố gắng, đang tập luyện để có những cái pha hành động nó đẹp mắt và nó chân thật nhất. Một cảnh quay rất là khó, một cái phân đoạn cũng khá là dài, khi mà cái nhân vật của Đại Nghĩa phải làm phép biến hóa, phải múa kiếm, phải làm đủ thứ hết trơn á để cho nó có sự hấp dẫn trong cái phim này. À, mặc áo đen thì nên không thấy, thực ra bây giờ là toàn thân là ướt sũng hết trơn rồi. Và cũng phải nói rằng rất cảm ơn tất cả các anh em trong ekip, và mong rằng tất cả quý vị khán giả sẽ đến rạp để mà thưởng thức bộ phim Ai Chết Giơ Tay Pháp Sư Mù lần này của ekip Quỳnh Lập và Hồng Tú nha. Giờ con mặc quá à, mà con ăn kiêng rồi con uống thuốc rồi mà con cũng không ớn nổi, thầy có cách nào thầy cứu con không thầy? Rớt vô chuông kìa. Rồi, bước ba cái dòng này về nhà mệt lắm á. Cảm ơn bữa nay tôi ăn chay ha. Thầy, nay thầy cũng ăn chay nữa thầy, ai chấn? Ba chị em mình là số 1. Đầu tiên là Phương Thanh rất là quý Huỳnh Lập, và khi Huỳnh Lập nhắn tin cho Phương Thanh nói rằng em có dự án đó yên tâm, riêng với Huỳnh Lập là chị luôn sẵn sàng. Phương Thanh không biết nói gì hơn là chúc cho Huỳnh Lập thành công phim này, thật là thành công, và Huỳnh Lập sẽ làm được nhiều phim khác nữa. Chúc mừng chị ơi. Và em biết là mỗi lần đi diễn là biết là nhức đầu, khi mà hết cái dây thì cái điểm này là không có
câu nào chị không còn nằm im thôi. Đó là đàn là tự nhiên hùng rồi chuyển đi đúng. Dạ. Cảm ơn cả đàn. Anh chết chia tay. Hấp sư mù ở đây đang nằm cái phòng mình phòng tim. Anh người ta có hai cái chậu tim là dùng ăn và ăn tim. Dạ, cho nên là em có giống làm gì đó. Anh lớn đi ngon. Cảm ơn tất cả mọi người. Các diễn không chịu đến ngất xỉu. Ôi, không chịu. Dạ, mày mày bụng cái gì đó. Gì giờ này. Hy vọng tất cả mọi người đến với bộ phim Ai Chết Giơ Tay phiên bản điện ảnh để xem Tinh Lâm cũng như là bộ ba bắt ma này với lại Nguyệt Minh với lại Út Quái sẽ phải vận hành, sẽ phải hành pháp như thế nào để bắt những con ma. Mọi người ơi, hãy share thật nhiều những clip hậu trường này để cho tất cả mọi người đều biết là trong thời gian sắp tới Ai Chết Giơ Tay phiên bản điện ảnh sẽ được ra mắt để mang đến cho tất cả quý vị khán giả nhiều cái câu chuyện. Hy vọng tất cả mọi người sẽ share cái này ra để nhiều người cùng biết nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.